hành trình nhiệm kỳ Miss World Việt Nam cũng là hành trình mà em đồng hành cùng với Bảo Ngọc và Phương Nhi. Và mỗi người có một câu chuyện riêng, và trong những cái lần sự kiện họp báo thì đã có những khoảnh khắc mà fan sắc đẹp vô cùng xúc động khi mà bạn này ủng hộ bạn kia, bạn này đau cho cái nỗi buồn của bạn kia. Em thấy cái tình bạn này có đặc biệt hay không? Và anh nghĩ rằng rất là hiếm có để mình có được một trong đời một cái mối quan hệ vừa công việc, vừa chị em, vừa là bạn bè mà mọi người thông cảm, mọi người ở trong cái trường hợp của nhau như vậy. Đây là cũng nhờ có ba cái danh nhà mình mà mình mới cảm nhận được cái từ sisterhood. Tức là vừa là tình bạn, vừa là tình chị em, vừa là tình đồng nghiệp nữa, và là tình đồng thí sinh với nhau. Thì mình cảm thấy rất là quý các em. Mỗi người một vùng miền khác nhau, một cái nếp sống, một cái nếp suy nghĩ khác nhau, nhưng lại là ba màu sắc vô cùng đáng yêu khi đứng chung vào một khung hình. Và mấy con chỉ muốn nói với mọi người rằng là dù có như thế nào thì bọn mình, những cái điều bọn mình thể hiện đằng trước camera thì đằng sau nó cũng như thế. Mình rất là quý mến nhau, cho nên mong các bạn theo dõi thì cũng luôn ủng hộ, quý mến cho cả Bảo Ngọc và Phương Nhi. Sắp tới Phương Nhi sẽ đi thi quốc tế thì mong mọi người sẽ rất là ủng hộ bạn ấy, để có thể gọi là mình không nói là mang đến kết quả cao nhất, mình không mang đến cái sự áp lực, mà là mang đến một cái tâm thế tốt nhất cho Phương Nhi khi đến với đấu trường Miss International. Mai Phương đã chuẩn bị bài nói cho phần Fan Award của mình chưa? Chắc chắn là Mai Phương sẽ không có thể tiết lộ ngay bây giờ, nhưng mà chắc chắn là có những điều gì đó mà bạn muốn nói với gia đình, ekip, người thân, và đặc biệt nhất là những cái bạn fan đã ủng hộ Mai Phương ngay từ những bước đi đầu tiên trên hành trình này. Về bài Final Walk á, thì mình cũng đã lên ý tưởng sơ sơ rồi. Tức là những cái lúc nào mà mình cảm xúc của mình có để mình viết thì mình sẽ nốt ra, nhưng mà mình vẫn sẽ gọi là nuôi nấng cái cảm xúc đó tới cái ngày cuối cùng để mà mình đưa ra một bài phát biểu, không phải là phát biểu đó, mà là một cái bài chia sẻ cái tâm tư của mình. Những điều mà em muốn nói với gia đình của mình, với bạn bè của mình đó, thì em cũng không đợi lúc lên sóng để nói, mà em đã nói hàng ngày rồi. Nên là để lúc lên sóng thì thôi tới đó rồi biết, mọi người chừa cho mấy Phương miếng surprise đi. Có Mai Phương có sợ cảm giác hụt hẫng khi mà mình kết thúc một cái hành trình nào đó không? Dạ không, tại Mai Phương là một người luôn đi về phía trước. Có nhìn lại thì cũng là học tập mọi thứ rồi mình đi lên phía trước. Tại vì phải như vậy thì vẫn mọi thứ nó mới vận hành một cách bình thường được. Chứ bây giờ mình cứ bồi hồi, cứ luyến tiếc thì không, không nên như thế. Đạt được danh hiệu Hoa hậu cũng là một cái thành công, một cái đỉnh cao nào đó trong cuộc đời của một cô gái ở độ tuổi 20. Thì Mai Phương nghĩ, Mai Phương có niềm tin rằng là mình sẽ chinh phục được những cái đỉnh cao tiếp theo trong sự nghiệp của mình khi mà mình không còn là đương kim hoa hậu không? Thì bây giờ ai cũng sống với niềm hy vọng mà. Mình cũng không nên nói trước điều gì, nhưng nếu mà có khát vọng thì cứ khát vọng đi, nếu mà có ước mơ cứ ước mơ đi, chẳng ai đánh thuế ước mơ cả. Nên nhưng mà hãy biết lượng sức mình, không phải là mình cứ lao đầu vào làm gọi như là không có, mất đi cái sự thận trọng. Mà mình mỗi khi mình muốn làm một cái gì đó thì hãy có một cái sự chuẩn bị kỹ càng, để ít nhất là mình phải đảm bảo cái phần thành công nó cao, như thế nó mới đỡ mất thời gian và mình cũng tận dụng được hết cái sức lực của mình. Còn về những cái đỉnh cao trong cuộc sống đó, thì mỗi người sẽ có một cái đỉnh cao khác nhau, mỗi người sẽ có một cái sự hạnh phúc khác nhau. Còn với Mai Phương thì ngày hôm nay ở đây cảm thấy vui, khỏe mạnh như vậy cũng đó là đỉnh cao rồi. Chỉ hy vọng là ngày mai mình thức dậy thì mình vẫn sẽ tiếp tục nở nụ cười, thì như vậy với Mai Phương là đủ. Ok, câu hỏi cuối cùng, nếu một mối một điều với Mai Phương đã rất cố gắng trong một năm qua và cả cái hành trình mà Mai Phương gặp các bạn fan sắc đẹp, Mai Phương thực hiện đam mê theo đuổi những cái mục tiêu trong cuộc đời mình, Mai Phương ở thời điểm này sẽ nói gì với bản thân mình? You got it, go for it. I love you. Ok, gửi một lời chào đến các khán giả của Molly Star và Molly Queen trước ngày Mai Phương kết thúc nhiệm kỳ ha. Các quý khán giả của Molly Star và Molly Queen ơi, Mai Phương biết là mọi người chỉ theo dõi được Mai Phương qua màn ảnh, qua những bài phỏng vấn được biên soạn lại, nhưng mà Mai Phương chỉ muốn mọi người hiểu rằng là cô gái trước mặt mọi người đây vẫn luôn luôn là như vậy, vẫn luôn luôn lắng nghe, thấu hiểu và sẽ tiếp tục cố gắng hơn mỗi ngày. Vì dù có làm cái gì thì chúng ta hãy cứ làm với tất cả niềm đam mê, lòng chân thành và trái tim của mình, thì thế giới, vũ trụ, mọi thứ, người thân, gia đình sẽ lắng nghe và mọi thứ nó sẽ trở nên đáng yêu và nhiệm màu vô cùng. Cảm ơn mọi người rất nhiều, và em cũng xin gửi lời cảm ơn từ tâm trái tim của mình đến anh Nham, chị Dung, tới gia đình Sen Vàng. Em nói ở đây thật sự cũng không đủ, nhưng mà em cảm ơn anh chị rất nhiều. Có những tâm tư chúng ta đã chia sẻ với nhau, nhưng mà trên hành trình sắp tới thì em chỉ muốn nói với anh chị rằng là em sẽ cố gắng hết sức
em mong rằng là gia đình chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng vững tin bước về phía trước cùng với nhau.